Xin chào mọi người, mình xin giới thiệu sơ qua về cái chiếc xe đạp ba bánh chạy điện này. Bên mình chuyên về xe ba bánh, sản xuất rất nhiều các loại xe điện ba bánh hoặc xe đạp ba bánh hoặc xe máy ba bánh. Thì với cái mẫu như này thì là có hai phiên bản loại chuyên chỉ đạp chân và loại phiên bản vừa đạp chân vừa chạy điện. Thì đây là cái mẫu vừa đạp chân vừa chạy điện của khách, mình chuẩn bị gửi đi cho khách ạ, ở trong miền Nam Sài Gòn. Loại này thì có ghế sau chở người này, yên người lái có thể lưng lên lưng xuống tùy ý, cả nhà đều có thể đi được. Cái tay lái như thế, cái tay lái cũng lưng lên lưng xuống bằng các cái thao tác rất nhanh, để vặn ốc tai hồng này rất nhanh, cái này như thế này, lái tai hồng rất nhanh, lưng lưng xuống uống tùy ý. Này, hệ thống đạp chân này để tập chân, không biết tập chân thì có thể chạy điện này. Chạy điện thì bao gồm có đây là nút còi này, đèn, đây là báo pin này, đây số lùi này, giỏ này, đèn sáng chiếu sáng đêm này. Xe chạy điện 48V, nghĩa là 4 bình ắc quy cho quãng đường rất là xa. Đây là cái giấy bảo hiểm cho người ngồi sau, ví dụ chở em bé. Xin chào mọi người.